Thưa cộng đoàn, vào những năm đầu thế kỷ thứ 19, Hàn Lâm Viện Hoàng Gia Anh đã cho tổ chức cuộc triển lãm tranh, trong đó trưng bày bức họa với tựa đề Người bị khinh chê chối bỏ. Bức họa vẽ Đức Giêsu đứng trước nhà thờ chánh tòa trong một khu phố sầm uất, đông dân cư nhất, nhưng không ai để ý tới Ngài. Một người đàn ông vừa đi đọc báo suýt tông vào Chúa. Một khoa học gia bận bịu với những ống nghiệm không nhìn lên. Một chức sắc trong hàng giáo phẩm hiên ngang ngẩng đầu tiến bước nhưng cũng chẳng thấy Chúa. Một nhà thần học gia hăng say thuyết giảng về Đức Kitô mà lại không nhìn thấy Ngài. Và duy nhất chỉ có một đan sĩ nhìn thấy Chúa nhưng vẫn rừng rưng bước đi trên con đường của mình. Ông William Barclay, một học giả kinh thánh nổi tiếng, đã bình luận về bức họa như sau: hoàn cảnh này cũng thường xảy ra trong cuộc sống hôm nay. Nếu Đức Giêsu tái xuất hiện, có lẽ cũng chả ai chú ý tới Ngài. Người ta còn bận tâm về đủ thứ chuyện lớn lao hơn là việc lưu tâm tới Chúa. Chẳng ai thắc mắc Đức Giêsu là ai. Thưa cộng đoàn, trang tin mừng Chủ nhật hôm nay cũng nhắc đến câu hỏi Đức Giêsu là ai. Và phúc âm tường thuật về việc Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi tới làng xã Cesare Philippe. Dọc đường Ngài đã gợi ý thức cho các ông về người thầy của họ bằng câu hỏi vô thưởng vô phạt. Người ta bảo thầy là ai? Sau đó Ngài đặt vấn đề thẳng với các ông và bắt các ông trả lời câu hỏi quan trọng: còn anh em bảo thầy là ai? Đức Giêsu đặt câu hỏi trên cho các môn đệ khi các ông còn đang ở với Ngài, đã thấy việc Ngài làm, đã nghe lời Ngài giảng dạy. Hôm nay Đức Giêsu cũng đặt câu hỏi này cho tôi và anh chị em: các con bảo thầy là ai? Ngài nhắm thẳng vào mỗi người trong chúng ta, đòi phải trả lời. Và câu trả lời của chúng ta không phải là lý thuyết dựa trên sách vở, nhưng là cái biết thân tình như của người môn đệ. Ngài mời gọi phải bắt nguồn từ một kinh nghiệm gặp gỡ gắn kết mật thiết với Đức Giêsu. Nếu không thì chẳng lẽ chúng ta lại tin theo một người mà chúng ta không hề biết gì chăng? Hôm nay chúng ta dễ dàng trả lời như Phêrô: thầy là Đức Kitô. Và hơn Phêrô, thầy là ngôi lời nhập thể của Con Thiên Chúa, thầy là đấng cứu độ. Nhưng vấn đề không phải chỉ là trả lời đúng câu hỏi, mà còn là sống tận căn thân phận của thầy Giêsu. Ngay sau khi loan báo con đường khổ nạn sắp đi, Đức Giêsu cho biết con đường dành cho người môn đệ cũng vậy. Chỉ một con đường duy nhất, đó là con đường thập giá thầy đã đi. Thầy đã sống thân phận con người với tất cả bấp bênh, đã phải chịu khổ đau, chịu hành hạ sỉ nhục, chịu vác thập giá, chịu chết. Và chúng ta có dám sống thân phận của Ngài chăng? Chúng ta có dám từ bỏ mình vác thập giá hàng ngày mà theo chăng? Cuộc đời có nhiều niềm vui nhưng cũng không thiếu nỗi buồn. Nhiều thuận lợi nhưng cũng chẳng ít khó khăn. Niềm vui và thuận lợi thì dễ đón nhận. Còn nỗi buồn khó khăn thì chẳng ai muốn nó tồn tại bên mình.
Vậy mà Chúa Giêsu lại muốn chúng ta mang lấy nó như hành trang để rồi bước theo Chúa. Với ngôn từ của Đức Giêsu, hành trang đó được gọi là thập giá. Ngài đòi những ai muốn bước theo Ngài phải vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Ngày nay người ta quen thuộc với thập giá mà không có một sợ hãi nào, vì nhiều khi người ta sử dụng nó như để tô điểm, để trang trí. Nhưng thực ra quả là ghê rợn khi nghĩ đến thập giá với tên tử tội bị treo với thân mình đầy máu me. Với thập giá như thế thì nó chẳng có giá trị gì ngoài hình phạt cho những kẻ phạm những tội ác đầy trời. Chúa Giêsu cũng đã bị treo lên hai thanh gỗ hình chữ thập như vậy. Và chúng ta biết rằng lý do để Chúa Giêsu bị treo lên khác với lý do của những tên tử tội. Chúa Giêsu bị treo lên đó như dấu chứng của một tình yêu. Nhưng dù với lý do nào, thập giá vẫn khủng khiếp. Và chính Chúa Giêsu cũng đã xin Chúa Cha xin cất chén này khỏi con. Vì thế, nếu chỉ dừng lại ở thập giá mà Đức Giêsu hấp hối hãi hùng, chúng ta sẽ không thể thấy điều gì sáng sủa hơn. Tuy nhiên, Chúa đã chiến thắng sự sợ hãi ấy và thập giá giờ đây trở thành một biểu tượng của tình yêu cứu độ. Thập giá bên ngoài hữu hình là như thế. Và Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh này để nói đến thứ thập giá vô hình gắn liền với kiếp sống nhân sinh. Nếu thập giá hữu hình chỉ dành cho những kẻ tử tội, thì thập giá vô hình lại dành cho tất cả mọi người tín hữu Kitô. Không ai được loại trừ. Đôi khi người ta đứng núi này trông núi nọ, rằng tại sao thập giá của mình nặng như vậy, trong khi người khác thì không có. Người nghèo thì nhìn thập giá thiếu thốn của mình so với sự phú túc và khá giả của người khác. Người yếu kém thì mơ cho được sự khéo léo của người giỏi giang. Tuy nhiên, dù là ai, thập giá vẫn luôn có đó. Người giàu có thập giá của người giàu. Người giỏi giang có cái khổ của người giỏi giang. Và điều quan trọng không phải là chối bỏ thập giá của mình, nhưng là phải mang vác mỗi ngày. Cho nên, nhớ lại khi được chịu chức linh mục, thì một cụ già trong họ nơi tôi đã từng phục vụ một năm phó tế ở đó, thì cụ nói thầy được làm linh mục, được cao danh vọng thì cũng đầy gian nan, đi theo Chúa vinh hoa hạnh phúc, được tụng ca, được đề cao đó, nhưng cũng không thiếu thập giá. Và cụ già đó không ai khác là một ông cố của một ông cha, cũng đã từng bị những chống đối hay những nghi ngại hay những hiểu lầm mà cả gia đình ông cha và ông cố đó phải gánh vác, phải chịu đựng do những lưỡi thị phi hay những gièm pha. Và đó là dấu chứng của người môn đệ Đức Kitô. Cho dù là giám mục, linh mục, tu sĩ hay giáo dân thì cũng đều có thập giá. Thuyền to, thuyền nhỏ, sóng nhỏ. Và thập giá ấy trong đời người Kitô hữu là dấu chứng của một tình yêu được thanh luyện, được thuộc trọn về Chúa. Và chúng ta hiểu được những thử thách khó khăn, những gian khổ đời này không sánh gì được với hạnh phúc vĩnh cửu mà chính Đức Kitô sẽ trao ban. Như lời Thánh Phaolô đã nói, anh em hãy đan tâm chịu đau khổ thử thách vì Đức Kitô,
những gian nan khốn khó ở đời này tôi xin mang vác vào thân cho đủ để chia sẻ với thập giá Đức Kitô. Và những đau khổ thử thách đời này không sánh ví được với hạnh phúc vĩnh cửu ở đời sau. Cho nên anh chị em hãy dùng những lời lẽ ấy để nâng đỡ, để an ủi nhau. Và vì vậy, theo Đức Kitô, chúng ta luôn phải mang vác những thập giá của đời mình. Thập giá có đó như một dấu chứng của tình yêu, có khi thập giá của đau khổ bệnh tật, thập giá của sự thiếu thốn khó khăn, và thập giá của những nghi ngại, những gièm pha, những chỉ trích, và thập giá của muôn vàn thử thách khó khăn, nhưng ý thức rằng đó là phần thưởng Chúa tặng ban. Vẫn nhớ lời của Thánh Teresa mẹ, Thánh Teresa Avila nói: Lạy Chúa, Chúa yêu thương con nên gửi trao thập giá. Con không xin Chúa cất thập giá khỏi đời con, nhưng xin Ngài ban sức mạnh để con can đảm và vác thập giá theo Chúa mỗi ngày. Chắc chắn là người môn đệ Đức Kitô, lắm khi chúng ta đối diện với những thử thách khó khăn, thập giá đó như là một nhục hình, như là một khổ ải, nhưng chúng ta không nghĩ rằng đó là những quà tặng, những phần thưởng Chúa ban. Chính Đức Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, được Thiên Chúa dấu yêu, Ngài cũng trao ban thập giá để Đức Kitô mang vác, để lãnh lấy phần thưởng đời sau là hạnh phúc, là giá trị vĩnh cửu và mang ơn cứu độ cho nhân loại. Cho nên khi gặp đau khổ thập giá, chúng ta đừng buông xuôi thất vọng, mà hãy cầu xin với Chúa, xin ban thêm sức mạnh để con vác thập giá theo Ngài. Vì chính lời Chúa đã phán, ai muốn theo ta phải vác thập giá hàng ngày mà theo. Xin sức mạnh lời Chúa hôm nay củng cố niềm tin để chúng ta sẵn sàng nhận đón những thử thách gian truân hàng ngày và bước theo Chúa, để chúng ta cũng được Chúa ân thưởng hạnh phúc vĩnh cửu đời sau. Giờ đây mời cộng đoàn đứng để chúng ta tiếp tục lễ dâng hôm nay với kinh Tin Kính. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,